Về với đại diện của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, xin được nồng nhiệt chào đón và kính yêu chân vị chức lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. How much? Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist, vui mừng được đón tiếp và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành.